sao tao? Xin chào quý khán giả của Tao Sao, và chúng ta sẽ đến với trận đấu của võ sĩ tiếp theo của Việt Nam, xuất hiện tại One Fight Day Fight. Đây là Phan Thanh Tổ đến từ Agoge, một trong những võ sĩ cũng rất giàu thành tích tại đấu trường MMA chuyên nghiệp của Việt Nam. Phan Thanh Tùng là võ sĩ đến từ Hà Nội. Anh đang có 4 trận thắng và chưa để thua trận nào trong sự nghiệp thi đấu MMA của mình. Xếp hạng 49 trên tổng số các võ sĩ MMA tại khu vực Đông Nam Á. Chiến thắng gần nhất của Phan Thanh Tùng là trước võ sĩ Phạm Cảnh từ Võ Đường Liên Phong bằng Submission Armbar trong một trận đấu cũng vô cùng nhanh. Và đây là Phan Thanh Tùng. Phan Thanh Tùng là đồng đội của Nam Châu, một võ sĩ cũng đã giành được chiến thắng tại One Championship ở lần thi đấu trước một đối thủ cũng là người Philippines. Trong trận đấu này thì đối thủ của Phan Thanh Tùng cũng là một võ sĩ người Philippines. Các nhân viên đang pha Vaseline cho Phan Thanh Tùng. Và bây giờ là lúc mà Phan Thanh Tùng, võ sĩ của Việt Nam, bước lên trận đấu đầu tiên tại đấu trường One Championship khắc nghiệt. Và quý vị và các bạn đừng quên One Championship là đối tác của Sao Ở Tao, để mang cho quý vị và các bạn những trận đấu đỉnh cao của các võ sĩ Việt Nam cũng như các võ sĩ quốc tế đến với quý vị khán giả tại Việt Nam. Và đây là sự xuất hiện của võ sĩ đối thủ của Phan Thanh Tùng, võ sĩ đến từ Philippines, Quirante Paquin Quirante. Võ sĩ cũng đang sở hữu cho mình đến 4 chiến thắng và chỉ để thua một trận. Đặc biệt sang Phan Thanh Tùng là sở trường đánh nằm, thì Quirante là võ sĩ thuần đánh đứng. Gần đây nhất của anh được giải quyết bằng KO TKO bằng cú đá và một cú đấm. Sĩ rất mạnh đến từ Philippines. Sĩ năm nay chỉ mới 21 tuổi, cao 1m65, đến từ team De Tomat MMA. Trước trận đấu này thì con bot của chàng Record danh giá Topology đánh giá Quirante có tỷ lệ chiến thắng lên đến 86%, so với Phan Thanh Tùng chỉ có 14%. Chàng đánh giá này còn đánh giá Marquin Quirante sẽ giải quyết Phan Thanh Tùng trong 3 hiệp đầu. Chỉ có 26% là thắng bằng KO và TKO thôi. Và chúng ta ngay sau đây sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên của Phan Thanh Tùng đối với đối đầu với Quirante. Và có cánh tay của Phan Thanh Tùng đưa về phía Quirante. Để chào sân đầy thất hiện. Tình huống bắt chân đơn đầu tiên của Phan Thanh Tùng nhưng đã bất thành. Quirante cũng rất nhanh nhẹn trong việc thoát kết đao của mình. Của võ sĩ người Philippines là chính xác của Quirante, nhưng bây giờ là cơ hội single leg takedown dành cho Phan Thanh Tùng. Underhook thành công. Bây giờ thì cả Phan Thanh Tùng và Quirante đang ở dưới mặt đất. Phan Thanh Tùng vẫn đang giữ overhook, tay luồn đằng sau lưng của Quirante, tay giữ chân. Võ sĩ người Philippines rất khó khi Quirante đang chống vật vô cùng hiệu quả. Đang có những cú đấm của Quirante về phía đầu của Phan Thanh Tùng. Phan Thanh Tùng vẫn đang nằm dưới, đang phải chịu những cú hoàn phạm. Sĩ người Philippines đang cố gắng đẩy hông ra để có thể thoát khỏi tình huống double leg của takedown của Phan Thanh Tùng. Vẫn là một tay giữ single leg và một tay giữ overhook. Liên tục là những tình huống xoay sở. Võ sĩ Quirante của Philippines cố gắng rút chân còn lại của mình ra trước những tình huống nằm gác và single leg đối với Quirante. Phan Thanh Tùng cũng đang phải chịu những cú đấm vào đầu
đến từ Durante. Durante cũng đang giữ rất chặt tay của Phan Thanh Tùng. Bây giờ thì Phan Thanh Tùng đã nắm rất chặt chân của Durante rồi. Đánh khó cho Phan Thanh Tùng khi bây giờ Durante đang ở rất sát rồi. Và bây giờ thì Durante đã đứng dậy. Up like take down chưa thành công của Phan Thanh Tùng thì anh không thể nằm lên gác của Durante, vẫn chưa có tình huống hai mao nào cả. Và bây giờ tiếp tục là những tình huống chống take down chính xác của Durante. Và bây giờ round and pound, và tại one championship thì những tình huống round and pound sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều khi được sử dụng trỏ. Thì Durante đã được đứng lại, được thành đứng sở trường của mình. Và vừa rồi thì trận đấu trọng tài đã cho trận đấu ngưng lại khi Phan Thanh Tùng phải chịu một cú đá trúng hạ bộ đến từ Durante. Võ sinh của Việt Nam sẽ có khoảng thời gian nghỉ. Trận đấu rất khó khăn với Phan Thanh Tùng. Durante đang thể hiện đẳng cấp vượt trội trong việc đánh bứng. Quá tốt trong những tình huống check down, và chúng ta đang được xem lại tình huống đá trẻ từ trên xuống của Durante đi thẳng vào hạ bộ của Phan Thanh Tùng. Mình cũng đang tỏ ra vô cùng khó chịu và đau đớn. Ngay lúc bây giờ anh sẽ quay trở lại với trận đấu này. Khá khó chơi. Durante đến từ Philippines. Đây là hai võ sĩ có lối chơi khác biệt. Thì Phan Thanh Tùng là một võ sĩ thuần đánh nằm, và chiến thắng của anh đều tới từ những tình huống đánh nằm. Và vừa rồi là một tình huống lên cố thành công của Phan Thanh Tùng với Durante. Mời quý vị, một tình huống tấn công thành công của Durante với Phan Thanh Tùng. Ngay sau đó là những tình huống dồn ép của Durante đến Phan Thanh Tùng. Cái sóng tốt của Phan Thanh Tùng, nhưng khả năng đánh đúng của Durante là quá vượt trội so với Phan Thanh Tùng. Và bây giờ thì Durante đã đưa được Phan Thanh Tùng xuống đất. Bây giờ là những tình huống round and pound. Rất nhiều những tình huống round and pound chất lượng của Durante đang hướng về phía Phan Thanh Tùng. Sự của Việt Nam vẫn đang đúng cả lại. Liên tục là những thứ vào và cũng đang cố gắng đẩy đầu gối đối phương ra. Kiểm soát của Durante là vượt trội hơn. Lâu gát dành cho Phan Thanh Tùng. Đè tay của Phan Thanh Tùng dưới gối của Durante. Rất nhiều những tình huống một fit của Durante về hướng của Phan Thanh Tùng. 10 giây cuối cùng cho hiệp thi đấu đầu tiên. Hay thì trận đấu kết thúc hiệp 1. Trận đấu vô cùng khó khăn cho Phan Thanh Tùng. Phan Thanh Tùng đã phải gặp một đối thủ thi đấu đánh đứng quá hay. Một phần ngữ của grappling, một tình huống chống vật quá tuyệt vời. Mình xem lại tình huống high kick rất chính xác của Durante vào đầu của Phan Thanh Tùng. Phan Thanh Tùng cũng có một tình huống single leg cũng thành công. Sức chống trả của Durante là vô cùng hiệu quả. Xem lại những tình huống nổi bật. High kick thẳng vào đầu của Phan Thanh Tùng. Đây là cú gối chính xác đi vào phần bụng. Và trọng tài đã cho trận đấu dừng lại khi cảm nhận và nhận thấy Phan Thanh Tùng không còn khả năng thi đấu. Và chiến thắng thứ 5 rồi cho Durante, võ sĩ 21 tuổi đến từ Philippines. Đó là đẳng cấp vượt trội hơn so với Phan Thanh Tùng. Là Phan Thanh Tùng đã không làm được điều mà người đồng đội của mình Phạm Văn Nam, Nam Châu làm được tại One Championship. Đây sẽ là một bài học dành cho Phan Thanh Tùng, như là kinh nghiệm thi đấu cho anh. Cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi trận đấu giữa Phan Thanh Tùng và Durante. Xin chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo. Was done.
Let's go to Nara for the official announcement. Ladies and gentlemen, after 5 minutes in the first round, your referee has called a stop to this contest. Your winner, by way of technical knockout,